Mới đây, tại thị xã Hòa Thành, công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh đã tổ chức lễ khởi công công trình phát triển mạng lưới cấp nước phát sinh năm 2023. Công trình do công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh làm chủ đầu tư, nhằm mục tiêu cung cấp nước cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Quy mô đầu tư tại năm địa bàn trong tỉnh là thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu và huyện Châu Thành. Tổng mức đầu tư trên 13,4 tỷ đồng, chiều dài các tuyến ống trên 36,8 km. Trong đó, riêng thị xã Hòa Thành được đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước trên 5 tuyến đường, dự kiến phát triển 538 khách hàng. Thời gian thi công 120 ngày, dự kiến hoàn thành đưa công trình vào sử dụng vào giữa quý 4 năm 2024. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, phục vụ mục tiêu nâng cao tỷ lệ người dân tiếp cận và sử dụng nước sạch, theo nghị quyết Đại hội 11 Đảng Bộ Tỉnh đề ra. Hiện nay, Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Tây Ninh có hệ thống cấp nước đô thị phục vụ 7 trên 9 huyện thị thành phố trong tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Dầu, giám đốc công ty cổ phần cấp thoát nước, đề nghị các nhà thầu thi công cần tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng, kết hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của địa phương để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.